猫咪在，猫咪在，猫咪在，猫长，猫长，呱唧在，呱唧在，呱唧在，呱唧在，呱青青的，呱白，呱白，猫咪在，猫咪在，猫咪，猫放，猫放，呱唧在，呱唧在。呱唧在，呱来了呱唧，呱帅，呱帅，呱帅呢？猫咪在，我拿个猫咪，猫咪在，猫咪，猫王，猫咪在，呱唧在，呱帅，đúng rồi, đây là quả chuối, đúng quả chuối. Mao gì đây? À, mao gì đây? Mao đỏ. Mao gì đây? Quả gì đây?Quả dâu tây. Quả dâu tây. Đừng có chẳng quả dâu tây nữa. Quả dâu tây. Nào, màu gì đây? Quả gì đây? Màu này là màu gì đã? Màu trắng. Quả gì đây? Quả này á, để bố xem nha. Quả dừa. Quả dừa. Màu trắng. Màu trắng đấy. Thạch dừa đấy. Màu gì đây? Màu cam. Đúng rồi, màu cam. Quả gì đây? Quả cam.Quả dứa. Đây là quả cam mà, quả cam đấy. Đây là quả cam, không phải quả dứa đâu, quả cam nhá. Nào, màu gì đây? Màu gì đây? Màu xanh. Màu xanh. Đúng màu xanh không? Màu xanh. Quả gì đây? Đây là quả dưa. Quả dưa đấy. Quả dưa đấy. Tí thích ăn dưa không?Màu gì đây? Màu gì đây? Màu gì? Quả gì? Quả đào. Quả đào đấy. Quả đào này. Quả đào. Quả đào. Và đây là màu hồng nhá. Và đây còn đây là màu gì? Những cái màu này là màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Quả chuối. Quả chuối. Đây quả chuối đây. Đúng quả chuối. Tí ăn nào?Quả chuối chị ăn. Quả chuối tí hay ăn đấy. Quả này là quả gì? Quả gì đây? Quả táo ấy. Đúng rồi, đây là quả. Đúng rồi, à đây là quả xoài mà. Nói nhầm rồi. Quả xoài đấy, không phải quả đào đâu. Màu gì đây? Quả táo. Đây là quả chuối. Quả chuối đấy. Quả chuối đúng không? Nào, tiếp.Đây là màu gì? Nào nói lại cho bố nghe màu gì đây nào. Màu trắng. Màu xanh. Đây là màu xanh mà. Quả gì? Quả dưa. Quả gì? Quả dưa. Quả dưa. Rồi. Quả đào đây. Đâu quả đào đâu con? Đây là quả cam mà. Quả cam đây. Quả đào đây. Đâu bố xem quả đào. Đúng rồi, đây mới là quả đào. Đây quả đào.Đây là quả dưa mà, không phải quả đào đâu. Quả đào đây này. Đây là màu hồng quả đào đó. Này, thế cái quả gần này là quả gì? Màu gì đây? Màu trắng. Màu trắng. Trắng trong. Quả gì đây? Quả vải. Quả vải. Quả vải hôm nọ tí ăn đấy. Tí nhớ không? Hôm nọ chú bứt chơi tí ăn đấy. Quả vải đấy. Đây. Đây là quả dưa. Dưa hôm nọ nhà mình mua ăn đấy. Nhớ chưa?Đây là quả dâu tây. Quả dâu tây đấy. Dâu tây nhà mình chưa ăn bao giờ. Quả đào. Quả dâu tây đấy. Rồi. Đây là quả gì? À đây là quả màu gì? Màu trắng. Quả gì đây? Quả dừa. Nhìn thấy quả dừa chưa? Quả dâu tây. Quả dâu tây đấy à? Nói sai rồi. Quả dâu tây đây này con nèđây mới là quả dâu tây này đó, quả dâu tây là đó, đây. Quả đào. Đây là quả dâu tây. Đây là quả dâu tây, quả đào đây này. Đây mới là quả đào này. Đó. Nào. Quả bít.